trong cuộc sống tương quan với mọi người. Chúng ta đã mang ơn biết bao người, trong đó có những thâm ân mà suốt đời chúng ta không trả được. Đó là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ. Cha mẹ là người đã ban cho chúng ta cuộc sống ngày hôm nay, người đã giáo dưỡng để chúng ta trưởng thành từ thể chất đến tinh thần, chuẩn bị hành trang cho chúng ta vào đời. Sự an nguy đối với chúng ta đều mang đến niềm vui hay nỗi lo âu cho người. Trong Kinh Tạng Pali, Đức Phật đã dạy: dù vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi suốt 100 năm, dù cha mẹ có vải tiểu tiền trên đó thì cũng chưa gọi làm đủ, trả ơn đủ. Công ơn cha mẹ còn sâu nặng dường ấy. Đối với thầy tổ, thâm ơn còn sâu dày hơn nhiều, vì người đã ban cho chúng ta thân huệ mạng, đưa chúng ta thoát khỏi cảnh trầm luân khổ não. Do đó, đối với những bậc đã giác ngộ, thấy được chân lý của cuộc đời, thì bao giờ cũng trân trọng những thâm tình đã cưu mang và hết lòng báo đáp. Ngày hôm nay, Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm cùng môn đồ Pháp Quyến đưa cốt tượng của cố Hòa Thượng Thường Thiền Hạ Hoa về tôn thờ ở chùa Phước Hậu, Trà Ôn, thể hiện tấm lòng quý kính và biết ơn đối với bậc ân sư. Qua khỏi cầu Bến Lức, đoàn dừng lại để chờ xe của các Phật tử Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai và thành phố Tháp Tùng tham dự lễ. Thank you.
Đoàn xe tiếp tục theo quốc lộ 4 qua cầu Long An, ngã ba Cái Bè để cùng đến Bắc Mỹ Thuận. Qua phà sông, đoàn tiếp tục hướng về Vĩnh Long, qua cầu Phú Quế. Khi đến Ba Càng, đoàn tạm ngừng giải lao để chờ những xe đi sau. Đoàn lại tiếp tục đi về hướng Cần Thơ. Cầu Cái Vồn Lớn đang chuẩn bị xây dựng mới. Xe đang qua cầu Cái Vồn Nhỏ để đi đến Trà Ôn. Thank you.
cung đón cốt tượng và đoàn chúng tôi thấy có Hòa Thượng Hoàng Phú, cố vấn chứng minh ban trị sự, Thượng Tòa Thích Đắc Pháp, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Thượng Tòa Thích Phước Cẩn, trụ trì chùa Phước Hậu, cùng chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni của chùa Phước Hậu, Thiền viện Sơn Thắng và Phật tử các nơi. Hiện giờ đã đem về tỉnh về được tại đây rồi.
sự tôn thờ cũng như được phát đạt chỗ nơi cho đường cư xứng đáng tốt đẹp với cái lòng cung kính của tăng ni phật tử. Thì phần đó là phần trụ trì ở đây lo, phần tôi thì ở đây xong rồi đó. Sau phần nghi lễ an vị cốt tường, đoàn dùng ngọ trai. Chiều, hòa thượng thăm viếng tháp tổ, bàn phương cách bảo vệ cốt tượng nơi mộ tháp.
lấy tiếng tâm. Tâm ấy là gì đó? Gì? Cái này thì sơn la và nam dĩnh quan. Đi như dĩnh quan đó. Dĩnh quan này gì biết? Bây giờ mình làm cái bản đá. Nó khắc. À, khắc đá. Khắc đá rồi. Đá rồi. Như bây giờ thì mình với xanh quanh là và thượng cửa con đính là điểm dần dần hàng cái cửa trên này. Hôm nay về thăm chùa xưa giữa sương mờ hiu hắt, tuy thầy đã xa vắng nhưng hạnh đức và công ơn thầy còn mãi khắc ghi tâm hồn con. Dòng sông này thầy đã đưa người trong xóm sang sông đi chợ về nhà. Ngày nay theo gương người xưa cắt ái ly gia, thầy đã đưa bao người từ bờ mê đến bến giác. Ai đã bảo người tu không có tình cảm, không còn biết đến gia đình quê hương? Vâng, người tu không có tình cảm, đó là tình cảm riêng tư vị kỷ, mà chỉ có tình thương rộng lớn, xem tất cả chúng sanh hay muôn loài như quyến thuộc của mình. Về lại chùa xưa, chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Bên khói hương trần dâng tiếng kinh cầu, thầy được bình yên. Thầy không còn đây, thương hạnh con cắn theo. Lời khuyên ngày nào tâm tư con gắn trao. Tình thầy như trời cao, êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn cắn ghi tâm hồn con. Như xa lìa đắp mê, từ
biệt vô minh, quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trầm dân tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây.